Các bạn ơi, tập trung nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có bài số 3 rồi, đó là bài phụ âm. Bài phụ âm này thì chúng ta sẽ có 24 phụ âm và nó sẽ học cùng một lúc luôn. Thực ra thì phụ âm nó rất là dễ, nó không khó, nhưng nguyên âm là phải phát âm từ cổ họng và cũng không cần phải nuối nuốt trong khi mà ta học ở cái bài đầu tiên này. Rồi thì cái bài phụ âm này nó lại dễ một cái nữa, đó là cái khẩu hình nó thay đổi không nhiều mà chủ yếu thay đổi ở lưỡi. Lưỡi các bạn nhé, lưỡi này thì ở đây cái lưỡi của chúng ta và môi miệng của chúng ta thay đổi thì nó rất là khó để mà nói, để mà hình dung được nó một cái quy chuẩn nhất định, mà thực ra thì làm sao để cho giống tên nhất là được, thì nó có cái giáo trình shape ship hoặc là geometry thì chúng ta học những cái giáo trình đó nó sẽ kỹ lưỡng hơn. Còn đây là cái này là chúng ta học gọi là làm quen, và nó là một cái gì đó, là bước đệm chúng ta bước vào môn tiếng Anh mà thôi. Nhưng các bạn nhớ là cái quy chuẩn ở đây nó là một quy chuẩn ngắn gọn nhất. Tất nhiên là nó cũng đúng, nhưng mà tất nhiên nó phải đúng rồi, nhưng mà nó ý là nó sẽ lược và ngắn gọn nhất để có thể nhanh chóng học được 24 phụ âm này, chứ không phải là dài dòng văn tự. Phần phụ âm nó sẽ có những đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nó là âm gió, âm hơi, và nó không bao giờ phát ra từ cổ họng. Khi chúng ta đặt tay ở đây ta phát âm phụ âm thì cái này nó gần như là nó không 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 có âm ở đây, và nó không không cũng như là không dung ở đây, không giống như tiếng Việt âm hơi nhá, âm hơi. Thế nên là cái người nước ngoài người ta nói là nói tiếng Anh như gió, như vậy nó không có từ cổ họng mà là phụ âm đó. Rồi nó sẽ làm với những âm nhẹ nhàng trước đi, âm nhẹ nhàng trước nhá. Âm này là âm đây, cái cổ họng ta không, nó không có rung, nó không có tiếng ở đấy, nó chỉ có là p p p nhá, p là cây đậu, p ở thế nào, bolt bolt đúng không ạ, bolt. Tiếp theo là t t đúng không ạ, dog 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 đấy, thì nó là đấy, ba ta đà thôi đó, dễ mà đúng không, nó giống như tiếng Việt nhưng mà nó lại không phát ở đây. Tiếng Việt chúng ta thì gần như là âm nào cũng ở ở chỗ lưỡi này, ở cái chỗ này, không phải thuộc hẳn ở đây, mà không phải thuộc hẳn ở đây, mà nó nâng nửa ở giữa này đúng không, như là anh yêu em đúng không, nó nâng nửa ở giữa này, chứ nó không phải là như tiếng Anh I tiếng Anh sẽ I love you nghe như vậy. Rồi tiếp theo nha, hai âm khó hơn, nhưng âm khó hơn một chút này. Âm này là âm chờ 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 lặng nhé, chờ lặng. Rồi và âm là giờ lặng hoặc là giờ tay bướm. Thì cái âm này đấy nó là cái âm rất là mạnh và rất là nặng, đọc phải rất là nhiều hơi, thì chúng ta phải rung lưỡi này. Tức là ở đây có âm chờ nhé, chúng ta phải cong lưỡi này, và âm giờ bên dưới chúng ta phải rung lưỡi. Âm chờ này, chờ 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 cheese chờ 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 chi chờ chi giờ z dùng một nữa z du dùng dùng z z z lưỡi cong này và dùng này z z cong cũng vừa phải đâu, z z dùng. Cái từ này đọc mạnh ấy, khi mà đọc mạnh nó có thể đọc thành trò luôn đâu, dùng cheese cheese z dùng âm trò và âm giờ nhá, trò nặng và giờ nặng. Các bạn nhớ cách viết của nó, cái trò nặng là chữ T và chữ S lặng, giờ nặng là chữ D và chữ R tay bướm. Đó, thì mình làm nó sẽ là tương đối thôi. Các bạn có thể tra ở đây nhé, tra ở đây nó sẽ ra này, tra ở đây, các bạn sẽ thấy âm này bật sẽ rất mạnh luôn. Cheese. Đấy, các bạn thấy cheese bật rất mạnh, từ trò cheese bật rất mạnh nha. Rồi tiếp theo là giống như cái âm nhẹ thôi, bà tê, giống như bà tê đê đâu, rất là dễ. Car car là xe con này,
Go nó đi. Dễ dễ mà đúng không? Quá dễ. Rồi sẽ đưa qua nhanh ngầm dễ. Tiếp theo âm L. Âm L là cong lưỡi này. Hoặc là các bạn tùy các bạn đọc thế nào cũng được, nhưng mà các bạn phải cảm thấy là nó là N cao, không phải là N thấp. Hello. Rồi. Âm này âm R hay là chúng ta thường đọc là R này. Thực ra đọc R nó không chuẩn, mình phải đọc đọc nó quẹt quẹt. Rồi ta có âm G nhé, âm G là z. Âm này đọc là giờ, giờ nhé, z diệt z diệt diệt. Dễ thôi đúng không, tương đối là dễ. Tiếp theo ta sẽ có âm m l ng h. Cái âm ngờ này, âm ngờ này nhá, mũi này các bạn thấy là hơi ra từ miệng, không ra từ miệng đâu mà hơi phải ra từ mũi, mũi đa phần là từ mũi. Xin người nào mà ngạt mũi thì khó đọc phát này quá. Nhá, thường thì bốn cái âm này đấy, bốn cái âm này m l ng h này đều có hơi ở mũi hết đấy. Âm h là âm ít hơi ở mũi nhất. Mean, mean là y dài. Mean là nói về cái tính từ có nghĩa. Mean. What are the mean ấy? Nó có nghĩa là gì? Mean. Rồi, now. Now là ngay bây giờ. Now, chúng ta thấy một ông sếp mà quát nhân viên. Now, tức là ngay bây giờ đi. Rồi, y ngắn này. Sing. Hat. Đọc nó như chó thở, cảm giác nó khó chịu nhá. Tiếp theo là âm F, fly. F. Rồi âm V này đọc cũng giống như là âm F nhưng mà nó vẫn phải là V nhé, nó không phải là F nữa, mà cũng không phải là F nữa mà vẫn phải là V. Nhưng mà thường thì hai âm này đọc giống nhau, khẩu hình nó giống nhau, hơi nó giống nhau nhưng mà cái âm nó lại phát khác nhau một tí. Video. Giống nhau, cái mồm cái khẩu hình miệng nó giống nhau. Fly. Video. Tiếp theo là âm thờ. Âm thờ này ta sẽ nhìn thấy một cái số 0 và có cái gạch ở giữa thì nó giống như cái miệng ra đặt nữa ở giữa. Dụ nữa vào nhá. Đây âm thờ nhẹ. Đấy. Các bạn nhớ nhá. Số 0 có nữa đây. Giống như miệng đàn nữa giờ. Thỉnh thỉnh. Rồi chúng ta nhìn thấy cái từ thờ thứ hai, từ thờ nặng hơn, từ thờ nặng từ trên là nhẹ, từ dưới nặng hơn một chút. Thì lưỡi nó không ở giữa hai răng nữa mà lưỡi ở bên trên. Đấy, ta xem. Một từ là thỉnh, một từ sẽ là dạ dạ thỉnh nhẹ dạ. Đấy. Thì thực ra đôi khi thì đọc nhanh thì chúng ta rất khó phân biệt. Thế nhưng mà học thì chúng ta phải học chuẩn một chút để chúng ta có cái gì đó. Thế nhưng mà lúc nào đó chúng ta luyện nghe thì chúng ta sẽ thấy là à người ta phát âm sẽ rất chuẩn đấy. Thỉnh dạ dạ thỉnh thỉnh dạ. Đó. Rất hay. Như vậy. Tiếp theo là những âm cuối cùng là sẽ là bốn âm cuối cùng. Bốn âm này cực kỳ dễ nhầm lẫn. Ở đây là có sa the và sh z. Bốn âm này rất dễ nhầm lẫn. Sa z sh z ai sa z sh z. Tức là hai âm sa và giờ đầu tiên là hai âm sa và giờ nhẹ, âm hai âm sa và giờ tiếp theo là âm mạnh hơn, tất nhiên là sẽ phải cong lưỡi. Và cái âm sa thì nó không rung nhưng âm giờ thì nó rung nhé. Sa si z zu sh share 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 z television television z television television z chúng ta sẽ luyện lại nhé. S z sh z sh z si z zu sh share
Z. Thế là vision. Thế là vision. Nha. Rồi, đây là 24 phụ âm. Thì các bạn đã học hết rồi. Và nếu các bạn cảm thấy là nó dễ, các bạn nào đã quen quen tiếng Anh một tí thì sẽ cảm thấy rất dễ. Còn nếu như các bạn nào mới bắt đầu và mới học lại thì sẽ rất là khó. Sẽ rất là khó ở trong cái video này. Tuy nhưng mà không sao đâu. Tất cả nó sẽ đều có cách của nó. Và cuối cùng rồi, tất cả những ai quyết tâm rồi sẽ học được tiếng Anh cả thôi. Thì mình sẽ làm luôn cái phần ôn tập nhé. Làm luôn cái phần ôn tập trong cái này. Đó là tất cả sẽ xuất hiện ở đây. Đó là đầy đủ 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên đôi và 24 phụ âm. Rồi, như các bạn này nhé. Các bạn sẽ cùng nhau đọc, sẽ đọc một lần thôi. Và còn các bạn sẽ ở nhà. Đấy, các bạn sẽ luyện tất cả nhá, cầm nó và đứng trước gương và đọc tập tin á, chỉ bỏ ra khoảng nửa tiếng đọc khoảng 10 lần cái bảng này ấy. Các bạn ạ, ok lắm rồi, ok đấy, lưỡi các bạn và hơi thở các bạn cũng như cổ họng các bạn sẽ rất quen với tiếng Anh luôn. Rồi tiếp theo, rồi ôn tập nhá. E ship e ship u good u shoot e bad a teacher a bird o door I cat up far on ear here a wait or tourist I boy oh so air hair I my out cow p p boat t t dog ch cheese z soon k car k go fly f fly v video t thing t diện see the zoo sh share z television m man n now m sing h hat love h red wet z ziet. Rất là dễ, các bạn nhớ này, nguyên âm thì là phát âm từ cổ họng, nguyên âm đôi thì là hai âm nuốt nhanh vào nhau, phụ âm thì là âm gió ta nhớ sẽ âm trò và âm giờ này. Âm trò thì không cong, âm trò thì không rung nhá, nhưng mà cong lưỡi và phát âm mạnh, âm giờ thì phải rung và phát âm mạnh. Thì đấy, các bạn nhớ là sờ nhẹ và giờ nhẹ là không, là không thì âm sờ nhẹ là âm cong lưỡi nhưng không rung, âm sờ âm giờ nhẹ là rung nhưng mà nhẹ thôi. Và hát âm sờ lặng thì cong lưỡi và mạnh hơn sờ 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 share đấy, còn the television đấy. Rồi tiếp theo là những cái âm từ mũi này, m n ng là mũi nha, và nhớ rồi, đó là tất cả những gì mà mình có thể, khả năng của mình đã chia sẻ hết cho các bạn. Thì các bạn có cái đóng góp và có cái gì muốn phê bình hay tán thưởng đó là tùy thuộc các bạn. Các bạn hãy comment. Cái video này là một cái video hướng dẫn thì Lộc cũng mong sẽ nhận được sự hướng dẫn và sự góp ý từ các bạn nữa để Lộc có thể làm những video tốt hơn, hoặc và một ngày nào đó Lộc sẽ lại làm lại cái chủ đề này bằng một cách khác, đó là mình Lộc sẽ làm bằng cách khác để cho nó dễ hiểu hơn và để cho nó đúng đắn hơn trong một ngày, trong tương lai không xa, khi mà nhận được các đóng góp và các lời phê bình tán thưởng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này và chúc các bạn sẽ thành công trong bước đường học tiếng Anh của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.